Bạn cần mua Windows bản quyền 11, giá từ Microsoft sẽ là 199 đô và nó quá cao với bạn thì hãy đến với CDK Deal. Bản quyền Windows 11 sẽ chỉ còn là 22 đô khi các bạn áp mã là PCG30 và với Windows 10 sẽ chỉ còn là 16 đô với cùng một mã giảm giá là PCG30. Và làm thế nào có thể mua được thì các bạn tạo một cái tài khoản, sau đó gõ Win11 và áp mã giảm giá là PCG30, các bạn sẽ được giảm giá 30% trên giá gốc. Có rất là nhiều hình thức thanh toán, các bạn có thể thanh toán qua Visa. Sau khi các bạn thanh toán xong thì bên trang web sẽ gửi cho các bạn một cái mã. Các bạn chỉ việc copy cái mã này, paste vào Windows 11 là chúng ta sẽ có Windows bản quyền như thế này. Với Win10 và Office 2019 các bạn cũng làm tương tự như vậy. Trong mỗi chúng ta đều có một cái niềm đam mê bất tận với hàng giá rẻ. Thế nhưng mà giá rẻ quá thì đôi khi chúng ta lại sợ, lại rén. Bởi vì chúng ta muốn có hàng ngon, giá rẻ nhưng mà nó phải đẹp, nó phải bền cơ. Chứ nếu mà rẻ mà lại ăn phải hàng lởm thì lại rất là ối rồi ôi. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta sẽ có một con Vega với mức giá 3.8. Bình thường thì chúng ta sẽ chỉ được con 2060 Super thôi. Nhưng hôm nay trong video của này chúng ta có hẳn con 3060. Tại sao nó lại rẻ như thế? Thì chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết em nó. Em nó đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng chứ không phải là những cái brand ít tên tuổi để anh em mày bảo là nó là lỏ, nó là cỏ thế này kia. Mà nó đến từ thương hiệu Asus, một hãng quá là lớn và tên tuổi rồi. Mã của nó lại còn là Top Gaming 3 fan, to, lạc, dài, sọc, lặng thôi rồi. Với phần ốp fan và phần backplate phía sau đều bằng kim loại và có những cái đường gân dập lồi tạo lên led khỏe khoắn trên cái nền to lạc, nó trông nó cực kỳ hầm hố. Thế nhưng nó không thô bởi vì ở đoạn giữa nó đã được hãng nhấn với các đường cắt xẻ, vừa giúp cho cái đường không khí lưu thông tỏa nhiệt tốt hơn, vừa giúp nó đỡ bí bách và trông nó cục mịch kiểu như kiểu là thịt một cục ấy nhá. Lại có một tí nhấn ở bên trên là có một cái đường kẻ led cộng với cái logo là Top Gaming. Nói chung về phần thiết kế của con này thì nó cũng tương đối là hài hòa, mặc dù nó cũng không có nhiều điểm nhấn nhưng nó vẫn có một cái nét đẹp riêng. Tuy nhiên tại sao hôm nay nó lại giá rẻ như vậy thì chúng ta sẽ phải cùng nhau đi soi mói xem nó bên trong nó như thế nào các bạn nhé. Về phần mặt trước thì trông nó khá là ổn áp, không có quá nhiều thương tích gì cả, chỉ có một vài vết xước thôi. Tuy nhiên thì phần trong tản fan ấy thì chúng ta có thể thấy là nó rỉ khá là nhiều. Điều này thì cũng dễ hiểu bởi vì em nó cũng có thời gian cống hiến khá lâu rồi, hoặc là nó ở trong cái môi trường ẩm thấp thì cũ là gì gì một chút, như này thì cũng không có gì đáng kể lắm. Về phần phỉ mạch thì nó bị ốp chặt từ trước cả sau nên là mình không tháo ra để xem được, chỉ có thấy là nó có móp một tí ở toàn sát chỗ gần cắm nguồn này, cộng với việc là toàn bộ cái ốc siêu của con này đã được tháo hết rồi thì khả năng rất cao là đã được tháo ra, còn tháo ra để sửa hay để vệ sinh hay làm gì thì mình không rõ. Về phần sửa hay vệ sinh thì mình cũng nhìn thấy ở đây thì mình thấy là cái phần tản nhiệt cho VRAM ấy thì nó cũng vẫn có khá bụi, chứng tỏ là nó cũng không được vệ sinh quá kỹ đâu. Các cổng kết nối thì nó hen gì theo năm tháng rồi, không còn sáng sạch sáng bóng rồi. Nó giá khá là tương đồng với cái phần ốp fan ở phía trên, cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Con này thì có 5 cổng kết nối ăn chơi với 2 HDMI và 3 display port luôn. Số lượng cổng kết nối ăn chơi này là nhiều hơn so với những cái mã thông thường ấy các bạn. Mặt sau của nó thì có phần backplate này được khoét khá là nhiều lỗ ở những cái con IC này, cộng với một cái lỗ rất là to ở cái phần lồng sóc tản nhiệt ở phía dưới để hắt lên. Nói chung là về thiết kế của con này thì mình thấy nó cũng khá là ổn cân đối, cộng với 4 ống tản nhiệt các bạn nhé. Cầm trên tay thì siêu to và cũng tương đối là lặng. Cái điều này thì nó sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ có thể bị sệ cái khe PCI hoặc là sệ cạc khi mà cắm vào. Nhưng mà may là con này nó có cái backplate bằng sắt nên nó sẽ giúp cho con Vega của chúng ta cứng hơn, đỡ bị sệ hơn. Đấy là một điểm rất thích của những con Vega to mà có backplate bằng sắt. Và tại sao con này lại giá nó lại rẻ như thế? Thì bây giờ chúng ta phải test thử xem tại sao lý do các bạn nhé. Và có anh em nào dám múc em này với giá 3.8 hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ test thử xem sao. Ngon lành đây các bạn này. Đấy, mình nắp em nó ra đây các bạn này. Nhìn thấy to lạc không? LED ấy, sáng trưng nữa các bạn nhé. 3 fan này. Và chúng ta sẽ xem cấu hình. Mình test cái cấu hình này thì nó cũng khá xưa rồi. Đấy. RAM 9400 thường ấy, 6x6 luôn. Mền là 1365 này, RAM là 8GB này. Đang chạy bớt là 2001 này. Graphic là 3060 12GB. Ok, chúng ta sẽ test thử xem sao nhá.
Chúng ta sẽ khởi động với em LOL trên con 3060 giá 3.8. Mới vào trận chưa có gì thì em nó đâu đó được 300 FPS các bạn. Tưởng như hoành tráng lắm nhưng mà chơi được một tí tụt xuống khoảng 100 mấy này. Ây chà. Nói chung là LOL thì nó không phải đánh đúng lắm bởi vì nó chỉ hoạt động có mấy chục phần trăm, có ba mấy phần trăm kìa, ăn có 20W điện thôi. Còn FPS nó không cao thì như các bạn đều biết rồi, nó phụ thuộc vào hệ thống CPU với main nữa. Con này thì 9400F thì đời khá là sâu rồi, nó chỉ chạy mượt thôi thì FPS cho ra thì nó không cao. Vào chỉ để gọi là nhìn ngó tí xem mà FPS nó như thế nào, chứ còn cái game này nó không test được xem là con này nó có lỗi lầm gì hay không các bạn. Nhẹ nhàng như này thì chả thể hiện được điều gì, phải sang những cái game nặng hơn, đấu đá ác liệt hơn thì mới rõ được. Chứ đây có đông hơn một tí nữa thì FPS nó cũng loanh quanh cần 100. Và nó cái tí hẹo anh em ạ. Trời. Sang game khác nặng hơn xem sao các bạn nhá. Ok, chúng ta đang đến với Cyberpunk 2077. Lần sau mình sẽ cố gắng chơi nó qua cái đoạn trong nhà này để nó nhiều tình tiết hơn một tí. Chứ không đi trong nhà này nó ít chi tiết quá, anh em lại không cảm nhận được xem sức mạnh của nó cụ thể như này. Với cái việc kỳ chạy nó cứ lưng lức 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 thế nó khó chịu chứ. Ây xa. Xem nào. Setting mình đang để là Ultra các bạn nhé. Đấy, cái này có thể kéo lên tí nữa xem nó như nào. Đấy, dây chơi sinh lâu rồi, dây chơi sinh mà đừng luôn đi cho nó gấu. Chúng ta đang đến với God of War, một con game siêu lặng. Đấy, để mình chém nhau với con mấy con lợn này xem mà FPS nhỉ. Xem ra FPS có vẻ bị tụt xuống khá khá các bạn, và hình nó cũng bị chậm đi. Cái này cũng do một phần là con CPU của mình, CPU mình đang bị full loát các bạn nhé, 100 kìa. Chứ còn con Vega của chúng ta nó chỉ hoạt động có 90 mấy% thôi, không nhiều lắm. Setting mình đang để bao nhiêu nhỉ, chém nhau tôi bời bọn này. Xem setting nào. Setting nào là Ultra các bạn ạ. Độ phân giải thì là Full HD thôi, không phải 2K các bạn nhé. FPS loanh quanh tầm khoảng 40 đến 50. Đây là đang combat chém nhau ầm ĩ rồi. Đây là cái lúc mà mình nghĩ là nó cũng nhiều đối tượng và cũng ảnh chuyển liên tục như này thì là đáp ứng được rồi các bạn. Một siêu full loát 100% rồi. Trời ơi. May. Ui trời. Nói chung là đến thời điểm hiện tại thấy có vẻ ổn, chưa thấy có lỗi lầm gì với con Vega này các bạn nhé. Chúng ta lại sang một cái game khác xem sao. Chúng ta đang đến với Red Dead 2 các bạn nhé. Trời, em nó chạy khá là ok đấy các bạn ạ. Rất là nhiều game nặng rồi nhưng mà em nó vẫn đáp ứng tốt. Trời. Nói chung là ở cái thời điểm mình test thôi chứ còn lâu dài thì không biết. Bởi vì để test được một con Vega xem là nó có lỗi lầm gì không thì chúng ta phải lệnh căng tầm khoảng 2-3 ngày liên tục thì may ra mới có thể phát hiện được lỗi gì. Có những con nó chạy phải cả tháng nó mới lỗi. Rủi ro thì luôn có, nên là cũng phải chắc cú hơn. Chứ còn test trực tiếp như này mà test được có mấy game trong vòng khoảng 1-2 tiếng thì cũng chưa nói lên điều gì cả. Chỉ biết là ở thời điểm test là nó đáp ứng được những cái setting cao, nghĩa là nó chạy full được công lực về CPU, GPU, rồi VRAM. VRAM con này 12GB thì cái này nó hơi ít các bạn, chưa thể full được. Ấn nhầm cái nó nhảy đói xuống như nhà. Thế nó mới đẻo chứ. Ô con lên. Con lên được ngựa à? Con lên ngựa kiểu gì? Tự nhiên ấn nhầm cái thế là lăn quay táng ra ngoài anh em ạ. Thôi chúng ta lại sang cái khác đi. Chúng ta đang đến với Black Myth Wukong trên em 3060 tục các bạn nhé. Cái này mình đang để setting là thấp nhất, độ phân giải là Full HD. Thỉnh thoảng nó bị khực khực khực, đó là do con CPU của mình nó đang chạy ở ngoài nhé các bạn. Không hiểu sao đợt này nó hay chạy bị full loát các bạn. Chắc là do mình cài nhiều thứ linh tinh quá trên cái ổ này, chắc là tới thì cài lại ổ mới rồi. Để chém nhau. Con lợn này, con lợn này. Con khỉ nó mang múa gậy được khoảng 100 FPS với mức setting thấp nhất trên con 3060 mà nó chưa hoạt động hết công suất đâu các bạn. Với 87% mà ăn hơn 100W điện. Như này là vẫn chưa hết hiệu năng của nó. Khả năng mình sẽ phải bơm thêm một tí setting xem như thế nào. Đổ hỏa đây. Đang để là FSR. Nâng lên trung bình. Trung bình và cao nha các bạn nha. Áp dụng mà. Lên cao setting một cái là FPS xuống tụt xuống còn 8-90.
Nói chung là 8-90 thì vẫn được các bạn ạ, vẫn chiến đấu ngon lành. Để kiếm cái gì đập nhau cái xem nó như nào. Đây rồi, có con hàng đây rồi, để mình chém nhau nào. Xu xu xu, mày chết. Con lợn này, con lợn này, ui đâu rồi? Nó hẹo rồi anh em ạ. Ây da, để ra phán nó con lợn này. Mày bướng này. Để đồ họa cao mà nó vẫn xấu các bạn, full HD kiểu gì, nói chung là không ngon lành. Này chắc phải 2K ảnh nó mới đẹp được, ảnh này xấu vãi cả ra. Nói chung là với 3060 ở thời điểm hiện tại là em nó vẫn chơi được ngon lành tất cả các game. Và tại sao con này nó lại rẻ như vậy? Lý do đơn giản đấy các bạn ạ. Nó bị teo hết cổng DisplayPort rồi, nó chỉ còn HDMI thôi, không thể xuất hình qua DisplayPort được. Có 2 HDMI thì nó xuất ngon lành. Đấy, còn hiệu năng thì mình test từ nãy giờ tất cả các game anh em thấy rồi đấy. Anh em nào dám múc hay không thì inbox cho mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.